Chào các bạn, hôm nay mình vừa mua được một cái bơm mini thả chìm trong nước nha các bạn. Bơm này sử dụng bình 12V. Đây nè các bạn, 12V. Mình cùng mở hộp nha các bạn. Đây là cục lọc rác nha các bạn, cái lưới lọc rác á. Rồi, và đây là cái bơm. Tuy có 100 mấy nhưng mà nhìn có vẻ cũng sang trọng cứng cáp lắm các bạn. Mình chưa sử dụng nhưng mình mới mua về mình đã thấy rất là ưng ý. Đây là ghi bơm 12V. Còn đây là cái cổ dê để cho mình xiết cái dây ống các bạn. Mình sẽ quặn cái lưới lọc rác này vô nha các bạn. Bơm mình nhìn thấy rất là đẹp nha các bạn, thấy vẻ sang trọng cứng cáp. Với giá 100 mấy thì mình thấy rất là rẻ. Mặc dù mình chưa có xài nhưng mà mình thấy bề ngoài là như vậy đó các bạn. Rồi, bây giờ mình chưa có cái bình 12 nha các bạn, mình sẽ lấy cái nguồn vi tính thử. Đây là cái nguồn vi tính nha các bạn. Đây là hai sợi dây ra, dây vàng là 12V, còn dây đen á là dây mát. Và phải có sợi dây xanh để kích vô mát thì cái nguồn vi tính mới chạy nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ lấy cái kéo mình cắt cái dây nó đi để mình nối vào thử nha các bạn. Mình cắt luôn hai sợi dây vàng mình nối chung và hai sợi dây đen mình nối chung nha các bạn. Tại vì nó cũng là một dây thôi. Và bây giờ mình sẽ lấy đồng hồ mình đo vôn thử nha các bạn. Đây mình sẽ cột hai cái que đo vào hai sợi dây nguồn 12V. Rồi mình sẽ mở đồng hồ lên. Hai vô nữa các bạn, 11V 9798 gì đó, cũng tương đương với 12 nha các bạn. Rồi mình đo lại thử một lần nữa. Các bạn nhớ nguồn vi tính này nó phải có sợi dây xanh này nó kích vô mát nó mới mở nha các bạn. Rồi và bây giờ mình sẽ nối vào cái bơm thử nha các bạn. Dây xanh của cái bơm mình sẽ nối vào dây trừ, còn dây đỏ của bơm mình sẽ nối vào dây vàng. Khi mình kích cái dây xanh vào mát thì cái mới có nguồn điện ra nha các bạn, bơm mới quay. Và đây nó còn cái công tắc nữa nha các bạn, công tắc theo dây á. Mình bật công tắc lên, giờ mình sẽ thử nha các bạn. Rồi bơm đã quay rồi các bạn. Hơi ra cũng mạnh lắm các bạn.
rồi mình lấy cái bọc ni lông mình thả lên thử nha các bạn. Hơi ra cũng mạnh lắm các bạn. Rồi mình để tay vào mình thấy nó mát lắm. Và nãy giờ là mình câu trực tiếp nha các bạn, có nghĩa là cái bơm nó sẽ quay hết ga. Và bây giờ mình sẽ dùng cái cục biến áp này để mình điều chỉnh được cái tốc độ của cái bơm các bạn. Cái cục này thường ở trong cái bình xịt thuốc đó các bạn. Cái cục điều chỉnh tốc độ này nó có 3 dây nha các bạn. Dây màu đỏ, màu vàng, màu đen. Ở trên mặt lưng nó có ghi sơ đồ kết nối của nó các bạn. Các bạn phải xem kỹ nha. Nếu các bạn nói sai thì nó sẽ hư cái IC ở trong cái cục điều chỉnh này. Rồi, và bây giờ mình sẽ nối vào cái bơm thử nha các bạn. Mình lấy dây đỏ của cái bơm, mình sẽ nối vào dây đỏ của cái chiếc áp nha các bạn. Rồi mình lấy dây vàng của cái chiếc áp, mình nối vào dây xanh của cái bơm. Rồi còn dây đen của chiếc áp, mình nối vào cái dây đen của nguồn. Và cái dây màu vàng của nguồn á, mình sẽ nối chung vào cái dây đỏ của bơm và chiếc áp. Đây, mình đã nối rồi đây các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy dây màu xanh, mình sẽ nối chung vào mát để cho cái nguồn máy tính nó chạy nha các bạn. Thì ở trên cái chiếc app này nó có cái nút quằn tắt mở luôn nha các bạn. Đó, khi mình bật là nó phải mở rồi nó mới chỉnh nhanh chậm. Vì trong cái lỗ bơm nó nhỏ lắm, có lẽ các bạn không thấy cái trong chóng quay, nhưng mình cầm thì mình cảm nhận được. Khi mình quằn cái nút chỉnh lên xuống thì nó thay đổi nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ gắn cái dây ống vào nha các bạn. Mình sẽ gắn cái ống cổ dê để siết lại cho nó chặt. Đây, mình sẽ gắn cái dây ống cho nó sát vào dưới. Khi dây ống nó sát xuống dưới rồi thì mình sẽ siết cái cổ dê này lại nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ bỏ bơm vào trong cái thùng phi, mình bơm thử nha các bạn. Đó, thì ống mình đã nối lên một cái cây cột. Và cái bơm mình đã thả vào thùng phi rồi. Đây nè các bạn, nước nó lên cũng mạnh lắm các bạn. Đây là hết ga rồi nha các bạn. Với một cái bơm bằng cổ tay 12V mà bơm nước về là mình thấy mạnh lắm rồi các bạn. Và bây giờ mình bóp thử nha các bạn. Các bạn thấy mình bóp thì nước cũng rất là mạnh, cũng xa các bạn. Với cái giá 100 mấy thì mình thấy rất là hài lòng các bạn. Cái giá thành này mà cái nước mạnh về mình cũng không ngờ là nó sẽ mạnh được như vậy. Nói chung là xài có bền hay không, lâu dài thì mình không biết, nhưng mà thực tế bây giờ thì mình thấy rất là ok. Video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Xin chào, tạm biệt các bạn.